để con đỏ. Ê, trời, nó nghe bà mến bà làm gì mà chạy dữ vậy? Mày đâu vậy? Nó nghe à? Giang hồ cứu nguy. Bây giờ cái con cu xin cậu bé rút chì á, nó đang ngược chị, bây giờ gắng giúp chị. Chút nữa chị giải thích sao? Cản nó nha mấy đứa, cản nó. Đưa chị vô, đưa chị vô trong đi. Má ơi má, bà làm gì mà dí bà chạy dữ vậy? Dí cái gì? Cái con quỷ đó kìa, tự nhiên hả? Cái chỗ người ta đang bán buôn gì đó, cái tự nhiên cái nhào vô giành chỗ người ta. Biết cái miệng chị rồi, vô giành thì tôi phải chửi chứ đúng không? Đúng rồi. Nói chung là hiểu vấn đề, có nghĩa là nó giành cái bến đổ của bà đúng không? Đúng rồi. Bà ra bà chửi nó rồi nó trả cái bến lại cho bà. Không, nó kêu giang hồ đánh xanh xương luôn. Thì đó. Sợ bà, đánh xanh xương tôi thấy có xanh gì đâu. Xanh là xanh trong xương á má. Nó đánh bầm trong người rồi nè, nó đánh lũng bốn cái be sườn rồi nè. Trời, nó đánh vô lục phủ ngũ tạng mà luôn hả? Thì đó, cả đám tụi nó kéo vô vậy đó. Ê, con bóng quỷ kia, tao với mày không có gì để nói với chỗ mày, mày bán chỗ tao, tao bán mắc mới gì mày kêu tao lên đây để nói chuyện. Không có, bây giờ nè em nói chị á, bình tĩnh đi. Bây giờ á, ở dưới chợ đông người lắm, rồi mình làm lên đó xấu mặt chị em mình, em mới kêu chị lên đây để nói chuyện cho đàng hoàng, phải quấy chứ có gì đâu mà chị chửi. Xấu là xấu mặt mày á, chứ tao không có xấu. Ở đây mày đi hỏi hết người coi hai cái mặt tao với mày có ai xấu, ai xấu. Ở đây chắc xấu, chắc xấu. Thôi bây giờ ai xấu ai đẹp cũng không quan trọng nữa trơn á, nhưng mà bây giờ em nói chị nè, từ xưa giờ chị ở đâu mà giờ tự nhiên chị lợi chị giành bán với em? Tao với mày là đối thủ, không có gì để nói với mày kêu tao lên chi. Trời ơi, đối thủ là đối thủ cái kiểu gì? Từ xưa tới giờ chị bán ở khúc chợ trên, tôi bán khúc chợ dưới, hai đứa không có liên quan gì tới nhau chứ. Tự nhiên bữa nay á chị lên chợ tôi, rồi chị neo ghe sát cái ghe tôi, rồi tôi bán mặt hàng nào chị bán mặt hàng đó, khách vô chợ của tôi thì bắt đầu hả chị hay chị liếc người ta vô ghe của tôi, người ta mua đồ của tôi, cái chị hoạnh hẹ người ta, rồi sao tôi bán buôn gì được? Thì bây giờ ở khúc chợ trên hết khách rồi, giờ tôi đẩy xuống đây tao bán, bây giờ tao thích bán ở đây á, rồi sao? Chị không có ăn ngang nói ngược vậy được. Trời ơi, chị hung dữ hùng hổ ở đâu tôi không cần biết, nhưng mà ở đây là chỗ của tôi không có nhịn chị đâu à. Nhưng mà tao xin tuyên bố luôn là tao bán ở đây. Mày làm cái gì tao hả? Tao nói cho mày nghe nha, mày là con bóng lộn đồ dẻ, con bóng trai không ra trai, gái không ra gái, mày tưởng mày giống con gái hả? Nè, ê, cái con BD xấu nhất mà tưởng mình đẹp nhì. Nãy giờ á, tao nghĩ cái nghĩa chị em bạn gì nên nhịn mày vài câu rồi cái bắt đầu mày leo lên đầu lên cổ hả? Nói nghe nè, giữ đúng chỗ, hiền đúng nơi. Chứ mày ở đây mà mày hùng hổ thì coi như là mày sổ lộn đài rồi. Được rồi, nếu mà ngày hôm nay á mày không còn yêu tháng rộng ngày dài nữa thì tao sẽ buông đôi câu tâm thư để tối nay mày đem về mà mày tự sự. Nhìn bộ dạng của mày cũng anh thư lịch sự quá mà, ai biết ẩn bên trong mày là cái thứ xạo sự hại người. Ai không biết á thì cho mày điểm 10, chứ gặp tao là tao cho điểm liệt. Trong cái thứ xảo quyệt là trời bất dung gian, nay gặp tao thì cũng coi như là mày gặp ám ảnh kinh hoàng rồi. Tao sẽ đánh cho mày điêu tàn rồi tao dắt mày đi tân trang nhan sắc, tới khi á mà mày đẹp xinh bắt mắt á tao lôi ra ngoài Bắc, tao đánh dạt vô trong Nam, đánh mấy cái đứa gian tham á thì tao đánh vô cùng nhiệt liệt, đánh từ đô thành náo nhiệt, tao đánh tới biển biệt miền thôn quê, đánh từ đường đất đường đê, tao đánh văng ra đường vôi xong đường nhựa, dòng cái hơi ngựa ngựa sống trái với đạo lý luân thường, tao đánh rời nhà thương rồi chuyển giường vô bệnh viện á, xong á cái biết sao không, kêu bác sĩ với y tá á lấy cái chích điện chích vô cái nết của mày, chích 7 bữa 10 ngày rồi xong đài mày ra đi ngải. Nếu như mà mày còn chối cãi á thì tao sẽ tiếp tục soạn bài, lời tao chửi rất dài chỉ mong mày quay đầu tỉnh ngộ, còn nếu như ngày hôm nay mày không tỉnh ngộ, trời không độ thì tao sẽ độ mày. Mến ơi, thà cho chị lần này đi Mến. Còn chị Sáng là con em Sáng, còn con chị Lẻ là con em Lẻ đó Mến ơi. Thà cho chị đi chị biết. Ủa, hồi nãy hùng hổ lắm mà, sao bây giờ chị em? Chị... Nè, tôi nói cho bà nghe, tôi không có muốn sân si với mấy người, nhưng mà mấy người ở đây giành đồ của tôi là không có được. Chỗ này là chỗ buôn bán miếng cơm manh áo của tôi. Bây giờ tôi buông ra, tôi không muốn kiếm chuyện với bà nữa, bà đi chỗ khác mà bán được không? Được, chị hứa với em. Chị hứa với em, thà cho chị lần này đi. Mệt à? Mẹ mày. Ê, trời đất ơi, giỡn mày. Con BD này, mày không có biết hối cải đúng không? Mày không hối cải thì ngày hôm nay mày liêu học. Trời ơi, cái con này bây giờ mày chết chứ sao rồi? Mày sao? Trời đất ơi, mày chết mày với tao rồi. Cái con BD này, mày hùng hổ mày với ai? Mày hùng hổ mày với ai? Hả? Mày. Nè, ngày hôm nay nè, mày tới số mày. Đứa nào chọi tao? Ai chọi? Ai chọi tao? Ủa, đâu có ai chọi gì cô đâu. Con chọi cái này cái gì đây? Cái chân của mày. Cái chân, ẩn ngộ ha ta ha, cô đang cầm gì vậy? Trời ơi, chiếc dép nè, chiếc dép gì mà y chang chiếc bên đây vậy, để thử coi vừa chân không nghe. Ê, vừa chân rồi nè. Trời ơi, tắm ra thử hài vừa rồi, bây giờ tắm thì đi gặp hoàng tử. Mẹ với em cám ở đây chơi nha, tắm đi nha, bye bye mẹ, bye bye em, tắm đi đây. Ê, đi đâu? Mày đi đâu? Dạ, con đi
đi về nha. Mày chọi tao rồi mày tính đi hả? Đâu có chọi cô đâu. Cô hiểu lầm rồi. Con chọi là con chọi cái con này nè. Cái con mà vô duyên tới tự nhiên dành chỗ bán người ta nè. Cái con này có cha sanh mà không có mẹ dạy nè. Cái ngữ đâu đẻ ra con này mà kỳ cục vậy đó. Tao đẻ nè. Tao là mẹ nó nè. Hồi nãy giờ mày chửi tao đó. Ủa vậy hả? Trời, con không có biết. Con không có biết cái ngã này nó là con cô. Chứ nếu biết con cũng chửi nữa. Ủa kỳ cục vậy, tự nhiên tới giành chỗ bán buôn của người ta sao không chửi được? Mày tới số mày rồi. Tới số là tới số. Mày đụng tới con tao là mày chết. Ôi đụng tới con mày chết. Mày chết mày con mà. Bà binh con mà kỳ cục. Bà là ai? Bà là ai mà bà lại đây? Tao là mẹ nó nè. Bà là mẹ nó thì cũng kệ mẹ của nó. Bà binh con mà binh kỳ cục. Ai muốn bán là bán, mày không có quyền. Ông ai muốn bán là bán, sao tự nhiên tao bán đây mà bà kỳ cục quá làm gì? Không có quyền, không có quyền, không có quyền. 100 người bán vàng người mua. Nãy giờ đây có ai đâu má? Ở đây có ai đâu mà chăm chẻ bán dạng người mua này có người nào vậy đâu? Mà tao thích là tao bán, không phải của mày. Mày không có quyền mày dành. Bà còn bảy miếng đất rồi làm như tôi biết bà là tao, vậy. Tao chưa có mẹ vợ. Bà kiếm mấy sao mà bán gì đây? Bà bán gì khu chợ này? Tao bán chạy hòm. Bà bán chạy hòm để cho ông ai chôn mấy con này nè. Mày quỷ hả? Mày quỷ hả mày? Không quỷ vậy mà ăn thêm lại vừa phải. Mày quỷ hả mày? Mày quỷ hả mày? Mày quỷ hả mày? Bà đi đường quyền với tôi hả? Ôi trời ơi, ghê quá, ghê quá, tôi chậm rồi, tôi chậm rồi, tại rồi. Mày giận lộn chứ rồi hả? Mày giận lộn chứ không? Hả? Mày giận lộn chứ không? Mày giận lộn chứ không? Trời ơi, trời liêu liêu. Mày hả? Tôi sợ, tôi sợ bà lắm, tôi sợ bà. Ây da, ây trời ơi. Đi quá, vô xuống vô kia thích tao. Không phải, bây giờ giải thích cho mấy đứa nghe nè, hiểu giùm chị. Tại vì em thấy không, hai cái lỗ mũi nó như hai cái máy hút bụi vậy đó. Chị sợ nó hút chị vô trong. Rồi chị không có dám làm một cái gì hết trơn á. Chị thì từ xưa giờ chị xử sự nhân văn không à, hiểu không? Chị không có muốn mà đụng chạm tới này kia. Nhưng mà lỡ tụi em nói vậy rồi thì thôi kéo mấy đứa qua đánh chết mẹ nó cho chị. Ê, nó nghe nè. Lấy mấy đứa thôi thà để chị diệt dục. Chị không bao giờ nghĩ tới những cái chuyện đó nữa thôi. Chị bỏ, chị cai luôn rồi nha. Chị không có, chị không có còn... Thà kiếm cái cách nào để mà cho bà ở tù đi. Ủa em ơi, nói nghe nè, bây giờ á, giống như chị đi qua đây thì mấy em nuôi chị không nổi, thôi mấy em đuổi chị đi chứ sao đẩy chị vô cho nhà nước nuôi chị chi vậy? Thôi thôi, được rồi, nếu mà cảm thấy mình nuôi không nổi thì thôi tôi đi chứ không có gì. Thôi thôi thôi, nè, con giỡn. Tách cái bọn nghe nè. Thấy mấy đứa gì mà qua đoàn mà mấy đứa quạo quá. Giỡn mà rồi. Ra là chị rất là sợ làm phiền mấy đứa luôn á. Sợ mấy đứa làm phiền, sợ. Chị đâu, chị em. Thôi chị ở. Ủa? Chị không giả bộ từ chối rồi tụi em kêu lại chị. Ủa chị thấy vậy nó phiền hơn á, thôi lỡ mấy đứa cho rồi thì ở đi chứ giờ sao giờ. Ủa chị, cho em hỏi cái nha, kiểu như là mình đi học vậy đó, để mình nâng cao cái kiến thức lên, để mình nâng cao cái giá trị tài sản mình theo luôn hay sao? Trời ơi, con bé này hay quá nè, chính xác luôn á. Vậy chị có tính nâng giá thuê đất ở đây lên? À không, cái thắc mắc thôi. Em nghe nói là chị rất là thương yêu mọi người đúng không? Trời ơi, thương dạ. Lắm. Em hay nói chị cho đồ ăn đồ ở đây nhiều lắm đúng không? Trời chị lâu lâu chị em đồ ở chị cho. Mấy cái chuyện đó là thoải mái. Dạ. Rồi mấy chị em làm nhau 3 năm nay nghe rồi. Nghe đồ có khi chị cho ăn bào ngư rồi nữa hả chị? Ừ, không có, không có. Ủa vậy? Bà nội ở đây đâu ăn bào ngư má? Bà nội nghe bà ơi. Không mà nãy tại vì cầm hội lướt lướt thấy trên mạng đó bác. Trời ơi. Em tưởng là có cho vậy. Nà kha xù khu là gì đi? À. Bé em là nó mới đi du học tiếng Phạn về. Dạ. Nà kha xù khu là khen chị đẹp. Nó khen chị nà kha xù khu luôn nha. Là tụi em thương tụi em mới nói. Giống như chị ra đường chị đừng nói với người ta là chị đập khắp đà kha nha. Sao vậy trời, hãnh diện mà chị thường xuyên luôn. Công an bắt chị đó. Ủa sao vậy, sao kỳ vậy? Không có nghĩa là. Ủa sao kỳ vậy? Tại nhưng mà thôi đừng nói, đừng chung, nói nha chị nha. Mật đừng giấu, đừng có nói. Chị em mình thôi. Chị em mình biết với nhau thôi. Biết tới đó được rồi. Ha. Ui mày. Trời đất ơi, ai cái thằng dịch nhỏ nổi rồi. Trời đất ơi, gì dữ châu. Mày nè. Nè đâu hả? Chạy với tao hả? Mày đứng đó, mày đứng. Mày gì vậy má? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đứng đó với tao hả? Mày đứng đâu? Đứng đâu? Mày đánh con bà đánh tôi vậy? Lộn, xin lỗi đi. Làm dữ vậy hả? Tao nói cho hai bay biết nghe chưa? Tao đã cấm hai đứa bay giao du với con quỷ này rồi. Mà tại sao lúc nào hai bay cứ mỗi lần mà gặp nó là mừng như ông nội tụi bay chết đi sống lại vậy hả? Ê bà chửi con, bà đừng nhìn con má. Tao bị liệu luôn đó mày tin không? Hả? Nói cho tao biết. Tao cấm quất cái ghe đó lên rồi. Ai cho tụi bay quất? Tay nào quất? Giơ ra. Trời đất ơi, hai đứa tụi bay, hai đứa tụi bay luôn hả? Giơ với tao hả? Bỏ hết ba cái đồ quỷ đồ yêu này nghe chưa? Mấy cái thứ này hả, giao du hả, càng gần gũi là càng hư hỏng à. Ê, ăn nói chuyện cho đàng hoàng nha Tám Thu. Bà nói cái gì mà thứ này thứ kia? Ủa tao nói mày chứ tao nói ai? Bà ăn bậy được chứ bà không có nói bậy được với cái con mập địch. Trời đất ơi,
Mày chửi ai mập địch hả? Tao chửi luôn tới cái mặt mày luôn á. Tao nói cho mày biết, đồ cái con bóng hàng bông ke bẹo, đồ cái con bóng chơi nổi lục bình, đồ cái con bóng chích sinh chích ương, đồ con bóng giả lương giả lịch, đồ cái con bóng mịt mùng tương lai, đồ cái con bóng quái thai quái thú. Tao nói mày á, mày là một con thú nhồi bông nhồi thịt. Mày là con quỷ chứ không phải là con người. Mù vật mày, tao tu. Ê, nó nghe là tao tu không đặng với con này rồi nha. Hôm nay tao chửi cho mày giảng sanh sớm luôn. Mày nói sao? Mày nói sao? Con mày chơi với tao nói bóng hả? Đâu có. Con mày á là nó bóng từ trong chất nước, bóng hoài thai trong bụng mẹ, bóng dịu nhẹ bước vào đời, bóng tuyệt vời đâu có cần sự gọi mời của cô gì trong giới. Bóng phơi cưới từ lúc mầm non á, bóng lon to từ ngày cắp sách, bóng khí phách gia đình, bóng mà từ lúc bình minh chói đạn cho tới nắng tắt thế tà nè. Cha mẹ vắng nhà là hai bà chỗ bóng. Con mình không lo dạy, mình đứng đây mình dậm đất mình chửi người, thiên hạ chê cười rồi mày chắc sau đời mày bạc phận nha. Đời mày sẽ lận đận từ câu chửi ngày hôm nay của tao nè. Chó cúm mà đợi một ngày voi, chim một cút thôi mà đợi gì đợi gì, rồi hót nhoi chim quanh chim hạt, châu bò đi lạc mà tưởng bạc tưởng vàng, gia cảnh tiêu tàn mà đổi gì tụi con, rồi ăn nhà hàng ở khách sạn. Trời ơi, sống như lũ đạn mà đòi tìm bạn bốn phương, sống đâu có để ai thương đâu, ra đường chung đánh. Rồi em mình ngồi đây mình trách đất mình chửi trời. Chị đây là tâm đạo rạng người nên hai đời buông lời cai nghiệt đối với cưng á, cũng như là diệt bạo trừ tàn. Mày nói làm sao? Chị mày giả đò bán khế mua chanh, chứ con nào đành thanh là tao bóp chua tao trộn gỏi. Chị chửi không có biết mệt mỏi, vì sao vì sao? Vì tấm lòng hoàng pháp lợi xanh. Đã chửi là tao chửi cho banh mấy cái con yêu nghiệt nanh xanh mỏi vàng. Con mày á nó chê bê đê đàng hoàng á, mày đâu có ủng hộ. Mày đứng mày chửi nó giữa lộ cho nó quay đầu hàng chi. Vừa rồi là chị chửi rất chi ly, nếu mày chưa hiểu chị chửi cho mày thêm 10 bài nữa coi con tám thu yêu nghĩa, con tám thu yêu nghĩa, con tám thu yêu nghĩa. Trời, mạnh dữ. Ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì. Nè đây nè, từ nãy giờ á nói chuyện mà muốn nổi máu đàn ông lên luôn. Ủa sao vậy? Người ta ở đây á 12 người thì bây giờ cho 11 người đá một người dự bị chứ làm sao? Người ta vô người ta nói chuyện nhỏ nhẹ với mình quá mà. Dạ, chị ơi cho em đăng ký. Thì có cái gì đâu mà mình khó chịu với người ta, hay là kêu không đúng cái chức danh rồi quạo. Muốn kêu bằng gì, chú 9 chú 10 á hay chú 6 chú 7 mà tự nhiên khó với người ta vậy nè. Thiếu một người dự bị nhưng mà trong giới mà kỳ thị kiểu này á, tụi tao dư một người để đánh mày đó. Từ từ nói chuyện mẹ ơi. Ri gì cũng biết hết á, mà đi vô chi tiết thì không biết cái gì. Trời ơi, cái gì mà đi gì mà từ năm này qua tháng nọ, đi từ mùa mít năm này tới mùa chuối năm sau mà cũng không thấy tới nơi. Cái về mẹ cho rồi đi, thiệt á, mệt quá rồi. Thôi má ơi, trời đất ơi, chịu khó đi chút đi, nằm xíu nữa tới à. Xíu từ nãy giờ 16 lần rồi đó. Mệt ghê, ghê than sợ. BD là lỗ hổng thời gian, còn cái lỗ hổng tâm hồn là em đó nha. Em mới có cái lỗ hổng tại đó. Tại vì em thấy BD nào có lỗ miệng cũng dễ sợ hết đó chị. Biết làm sao mà hay giận như không? Sao vậy? Để thể hiện mình là bóng lão niên chức sắc á, lớn tuổi rồi khó. Dạ thật sự ra là tụi em rất là cảm ơn chị luôn á, rất là mang ơn chị. Tại vì chị dạy tụi em mới biết là tiến thủ làm sao, rồi bắt đầu đá đồ này kia làm sao tụi em mới biết. Tụi em hứa nha, nếu mà thật sự thắng cái giải này á là tụi em sẽ tạc tượng chị xong rồi thờ cúng. Khoan. Rồi lỡ mình thua rồi làm sao? Đúng rồi. Thì cả đám BD bu vô khạc đầm. Út mén. Dạ. Chị mến. Lấy hai lạng ba gọi coi. Dạ. Nè, cái này là ngon lắm đó nha. Bí không? Thôi được rồi bà, tào lao. 6 lèo. Ủa chị mến. Trời đất ơi, mụ vật mày chạy nữa hả? Trời đất ơi, trời mày chạy hoài vậy. Lần nào mày chặt tao mày cứu ai? Mày đứng lại đó cho tao coi. Mày đứng lại nào mày trả? Mày cố tình đi chợ trễ để gặp mày rồi à. Mày đứng lại đó cho tao coi. Thằng con quỷ. Mày để tao hoài đấy. Lần nào mày cũng trốn tao về hả? Mày ba đồ nha, tao kiếm mày hai tuần nay rồi nha mày. Mày mới mày đẻ tao hoài vậy. Mày mày chạy đi, vợ này còn nhiều dao lắm. Má vợ là tao vừa mới tính chửi luôn đó. Mấy bà mấy má này nè, thấy người ta gây lộn cái là đưa dao liền. Ba đó mà nội. Trời đất ơi là trời, nghiệp nha má, bỏ xuống. Chị Mến ơi, hôm ấy Thư thả vài bữa em có tiền em gửi chị Mến nha. Vài bữa? Dạ. Vài bữa là mấy bữa?
Mày miếu hả? Mày miếu hay thương quá. Ê, nói nghe là sao lèo. Tao đi cho dai, tao cho tiền gấp. Dạ. Chứ tao đâu có xin mày đâu. Mà mày bắt tao nặng hơi mỗi cửa như mày hoài vậy. Dạ. Hả? Dạ. Nè, mày để tao mỗi lần ra chợ đòi tiền mày là tao lòi cốt đàn ông tao ra hết vậy đó. Chuột tao lên luôn hả? Dạ. Dạ chị má. Giờ mày sao? Chị má ơi, giờ em không có tiền trong người. Không có về bây giờ bữa có em gỡ. Chứ bây giờ chị có bầm em ra em cũng không có gớt cắt cho chị nữa. Mày thách tao. Chị má ơi, chị má ơi, chị má ơi, chị má ơi, chị má ơi. Con xin chị má ơi mà. Chị má ơi, ta được ba con đi nha. Ba ơi, đừng có nhậu nữa. Đừng có chơi thề nữa. Ráng kiếm tiền, trả dì mến rồi cho con đi học nha ba. Dì mến ơi, tha cho ba con nha, dì mến. Biết rồi, bà ơi, bà nhão quá, bà nhỏ ơi. Bà ra bà dì mến. Cái là bắt đầu nhão theo bà luôn vậy đó hà. Mày đó nha mày. Cây đắng mà xanh trái ngọt. Dì mến không có đánh ba con nữa. Tối nay đâu ra chợ đây? Sắp tụ trường chưa? Tuần sau tụ trường. Tuần sau tụ trường rồi hả? Rồi tập sách này kia nó mua cho con hết chưa? Dạ. Rồi đồng phục đồ nữa? Sách thì con xài cũ, xài lại. Còn đồng phục cũng vậy luôn. Chỉ có sách vở là phải mua sách mới rồi thôi. Nuôi không được thì đừng có đẻ. Tiền không có trả chị lấy tiền đâu cho nó đi học. Chờ diễn chút. Chị Mến, chị Mến không có tiền, chị Mến ơi, cần nào chị Mến. Không à. Chị Mến. Không có tiền ở này là gì đây? Mày có tiền mà mày giấu tao hả mày? Cầm, chạy ra bà Mười á, nói bà Mười là mua giùm con bộ sách. Nói bà Mười vô trường mua đồng phục mới cho con nghe chưa? Tiền này là tiền gì Mến cho. Nhưng mà gì Mến ơi, tiền này là của ba đâu mà. Trời đất ơi là trời. Bà đó nha bà nhỏ, bà lanh lắm nha chưa. Tiền này là ba con thiếu gì hiểu không? Dì đòi lại, dì cho con được chưa? Hợp lý không? Dạ hợp lý. Rồi nghe lời tôi đi mua sách. Đi ra ngoài đợi ba chút đi con. Đi mua sách, nó ra đòi tiền lại đó. Chạy đi mua sách luôn cho tôi. Đi mua sách. Còn mày nữa, xóa nợ cho mày luôn đó. Thiệt hả chị Mến? Thiệt hả chị Mến? Cảm ơn chị Mến, đòi ơn chị Mến, đòi ơn chị Mến. Trời ơi, làm gì vậy? Thôi, đừng giả bộ nắm tay nắm chân. Giả bộ cắp hai chiếc giọng tôi hả? Chị Mến, cảm ơn chị Mến. Sao sự. Còn mày nữa, đưa 200 gram ba gọi đây. Dạ, 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 luôn bà. Cảm ơn chị Mến. Chị. Gì nữa? Nãy chị lấy hết tiền cho bé Quốc nó đi mua đồ, cặp sách đi học rồi. Cho con có gì đâu ăn. Trời đất ơi là trời nè, thằng nội ơi, thằng nội. Cảm ơn chị Mến, cảm ơn chị Mến. Gọi nhà còn gạo không? Mới hết hôm qua. Trời đất thánh thần ơi, làm ơn chút chạy xuống ghe tôi á, ôm cái bao 10kg lên. Để cho ông Quốc nó ăn. 10kg không đủ hai cha con chị Mến, 20. 10kg là liệm mày được rồi. Mày lòng tham không đáy. Cảm ơn chị Mến, cảm ơn chị Mến. Trời ơi, bé ba má này làm gì đứng nhìn vậy, vui lắm hả? Vui quá ha. Nói nghe nè, qua bên này vui hơn. Mày. Bà nhót thím sáu, thằng Mạnh, con Kiều, chú Bảo, dì Tư, Út Mén. Tay cầm tiền, miệng cười tươi, hoan hỷ xếp hàng. Tiền đâu thím sáu? Rồi, đủ. Rồi. Ừ rồi, cảm ơn cưng. Trời ơi, bà này mới đưa tiền mới quá vậy, tiền lì xì con bà hả bà? Trời ơi, rồi đó. Phải chi mà ngày nào cũng đầy đủ vậy nè. Ta chợ này đâu có bị rầy. Ba nữa, trừ 200 gram thịt cho bà. Cho chị đó để đi, em giàu mà. Trời ơi, em giàu hả em? Trời ơi, em giàu ghê vậy đó. Tôi không biết cái nết của cô hả cô. Tính mượn thêm dây nữa hay gì đây? Trời ơi, chị tinh nghịch quá à. Nói chứ, sắp tới em tính đi sửa. Ừ. Sửa gì? Phẫu thuật thẩm mỹ đó. Trời ơi, em. Cái công nghệ đó chưa có sớm mình đâu. Công nghệ gì chị? Công nghệ thai đầu đó. Mệt quá.
mày phải thay đầu mày mới đẹp được nha. Nói chưa, em tính đi phá một rồi. Mấy bà ở đầu chợ nói em á, mai mốt về già nó lan nó che nửa cái mặt em, nó gớm lắm. Trời ơi, mấy má đơm đặt vậy mày cũng tin được nữa. Dễ sợ thôi, được rồi, nể 200 gram thịt hồi nãy đưa sáo lèo đó. Xè tay gì mà xè tay. Về mai qua nhà tôi đi rồi tôi đưa cho con dây nữa. Rồi tối nay về tôi cũng cầu an cho nha chưa. Cầu an cho đi phá một ruồi đừng bị hoại tử. Thôi tôi đi về đó. À về.